Xin chào quý vị, tôi là Thanh Ráp và quý vị cùng đang theo dõi chương trình trò chuyện cùng chuyên gia. Chương trình do kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác sĩ phối hợp cùng với Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Và thưa quý vị, trong số phát sóng ngày hôm nay, chúng tôi thực hiện chủ đề là vì sao ăn uống kiêng khem mà mỡ máu vẫn không giảm. Để trả lời câu hỏi này thì ngay bây giờ Thanh Ráp mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện cùng với bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Trần Ngọc Mai, hiện đang công tác tại khoa dinh dưỡng và tiết chế của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được bến chào bác sĩ Mai ừ, Xin chào Thanh rap, xin chào quý khán thính giả Dạ, à, thưa bác sĩ một chế độ ăn uống ảnh hưởng như thế nào tới những người bị mỡ máu cao thưa bác sĩ uhm, Cái tình trạng mỡ máu cao thì hiện nay là rất thường gặp và cái chế độ ăn uống nó là một trong những cái thành phần rất quan trọng trong quá trình điều trị à, và kiểm soát cái mỡ máu à, ngoài cái việc sử dụng thuốc ra thì chế độ ăn uống được xem như là một cái thành phần vô cùng quan trọng và à, nó góp phần vào cái việc thành công của cái việc điều trị và kiểm soát luôn. Dạ, thưa bác sĩ xin phép nhờ bác sĩ có thể đưa ra một vài ví dụ về việc các chỉ số mỡ máu có thể thay đổi ra sao sau một thời gian chúng ta sử dụng các loại thực phẩm lành mạnh và thực phẩm chứa nhiều chất béo thưa bác sĩ Mai. À, đối với là những cái bệnh nhân mà bị rối loạn mỡ máu, mà cái ngưỡng rối loạn mỡ máu chưa đến cái mức cần phải sử dụng thuốc hoặc là những cái yếu tố nguy cơ của bệnh nhân ví dụ như là chưa có tăng huyết áp, chưa có những cái bệnh lý về tim mạch, chưa có những cái nhồi máu, chưa có tiền căn đột quỵ hay là có bệnh lý đá thế đường kèm theo thì cái khuyến cáo đầu tiên đó là thay đổi lối sống. Cái trong cái vấn đề thay đổi lối sống thì nó sẽ có nhiều yếu tố cấu thành trong đó có là việc thay đổi cái chế độ ăn uống tiếp theo là chúng ta phải kiểm soát được cái cân nặng của mình và cuối cùng đó là cái vấn đề về tập luyện vậy thì đối với những cái bệnh nhân đến với phòng khám uh, trong cái tình trạng và có là có rối loạn mỡ máu chưa sử dụng thuốc thì trong thời gian chúng ta tiết chế và thay đổi lối sống uh, sử dụng những cái chế độ ăn phù hợp thì chúng ta có thể hoàn toàn đưa cái mỡ máu của chúng ta về những cái chỉ số bình thường trong 2 đến 3 tháng. Dạ. Yeah. À, nhưng mà trên thực tế thì có một số người họ than phiền rằng bản thân của mình cũng đang uống kiên khem dữ lắm rồi nhưng mà không biết à, tại sao cái vấn đề mỡ máu vẫn không giảm vậy thì cái nguyên nhân do đâu dẫn đến tình trạng này và trong trường hợp này thì bệnh nhân chúng ta cần phải làm gì tiếp theo thưa bác sĩ mai ừ, vấn đề cái rối loạn lipid máu nó sẽ chia ra thành nhiều dạng à, bởi vì cái chỉ số mỡ máu của chúng ta cơ bản nó có các chỉ số sau thứ nhất là cholesterol thứ hai là hldl thứ ba là lldl và cuối cùng là cái chỉ số triglycerid vậy thì khi mà chúng ta chỉ nói là rối loạn mỡ máu thôi thì nó sẽ chưa đủ chúng ta sẽ cần quan tâm chính xác hơn là chúng ta bị rối loạn cái thành phần nào trong cái bộ mỡ máu cái kết quả mỡ máu của chúng ta thì sẽ có những cái bệnh nhân họ cứ đi lui đi tới và đến tái khám và thậm chí là sử dụng thuốc luôn nhưng mà vẫn không kiểm soát được thì nó sẽ có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là chúng ta xem xét lại coi thử cái chế độ ăn của chúng ta đã thực sự đúng hay chưa chúng ta đã kiểm soát cân nặng tốt chưa cái lối sống của chúng ta đã thay đổi đủ chưa tức là chúng ta đã vận động hàng ngày đủ hay chưa và cuối cùng đó là sẽ có những cái yếu tố về di truyền tức là chúng ta phải sử dụng thuốc chúng ta phải tiết chế rất nhiều và thậm chí là phải có những cái can thiệp đặc biệt thì nó mới giúp kiểm soát được mỡ máu trên những cái đối tượng mà tăng mỡ máu có tính chất di truyền này Dạ. Yeah. Đối với những người bị mỡ máu cao thì một trong những yếu tố tiên quyết là cái vấn đề chúng ta phải duy trì một cái lối sống và đặc biệt là chế độ dinh dưỡng. Vậy thì để mà xây dựng một cái chế độ dinh dưỡng cho những người bị mỡ máu cao, chúng ta cần phải nhớ những cái nguyên tắc chung nào thưa bác sĩ Mai? À, đối với lại những cái người mà có rối loạn mỡ máu, thì đầu tiên thì chúng ta sẽ phải xem xét lại tất cả những cái vấn đề, ví dụ như là chế độ ăn hiện tại à, của người này đã có đã cân bằng hay chưa cân bằng là như thế nào cân bằng tức là sự hài hòa về ba cái nhóm dưỡng chất đạm đường béo à, có bị ăn nhiều chất béo hay không à, có bổ sung quá nhiều đường hay không hoặc là thậm chí là có sử dụng cồn quá nhiều hay không bởi vì là cồn cũng là một trong những cái nhóm chất mà nó sẽ tăng góp phần tăng cái mỡ máu và đặc biệt là cái thành phần triglyceride trong bộ mỡ. À, bên cạnh đó thì chúng ta sẽ xem cái tình trạng hiện tại là chúng ta có bị thừa cân hay không bởi vì nếu như trong một người bị thừa cân mà chúng ta chỉ kiểm soát về cái vấn đề ăn uống mà không quan tâm đến cái vấn đề là sẽ phải giảm cái lượng calo nạp vào và tăng cái lượng calo mất đi bằng những cái hoạt động thể lực bằng những cái vận động à, bằng những cái tập thể dục thể thao thì cái việc kiểm soát mỡ máu nó cũng sẽ không có hiệu quả chúng ta phải cố gắng duy trì một cái cân nặng lý tưởng để kiểm soát được cái lượng mỡ máu bên cạnh đó thì là chúng ta cũng phải tăng cường vận động thể lực để vì, vì sao khi mà chúng ta tăng cường vận động thể lực thì cái lượng mỡ máu của chúng ta sẽ đốt đi giống như là chúng ta hiểu đơn giản là chúng ta vận động thì sẽ đốt mỡ vậy đó thì chúng ta cũng sẽ làm giảm được cái lượng mỡ máu trong cơ thể à, giảm được cái cholesterol xấu thường gọi là LHDL và tăng những cái mỡ tốt là HLDL trong máu trong cơ thể của chúng ta Dạ, yeah. à, và chúng ta nói một chút về bệnh nhân nếu như họ có chỉ số triglycerides cao thì cần phải tăng cường những loại thực phẩm nào và cần phải hạn chế những loại thực phẩm nào thưa bác sĩ Mai? À, về cụ thể thì à, trong cái bộ mỡ của chúng ta sẽ có rất là nhiều chỉ số thì đối với những bệnh nhân mà tăng triglycerides thì sẽ có một số các nguyên nhân chủ yếu ví dụ như là bệnh nhân sử dụng cồn nhiều, cồn cũng là một chất cung cấp năng lượng có nhiều người người ta kêu là tại sao là tôi đã ăn uống rất kiên khem rồi nhưng tôi vẫn mập yeah. tôi vẫn bị tăng cân tôi không thể nào giảm được cái triglycerid của mình thì khi khai thác bệnh sử thì bệnh nhân có thể là uống khoảng tới tận 5 đến 7 lon bia mỗi ngày và chúng ta nên nhớ là ví dụ như là một lon rưỡi tới hai lon bia là tương đương với lại là một chén cơm rồi mà chúng ta à, nạp cái cồn vào trong cơ thể thì sẽ bị dự trữ lại thành triglycerid bên cạnh đó thì cái đường fructose có trong trái cây hoặc là các loại nước ép trái cây nếu như chúng ta cung cấp dư thừa cũng sẽ chuyển thành triglycerit do đó đối với các đối tượng mà bị tăng triglycerit chúng ta nên kiểm soát cái lượng cồn nạp vào cũng như là lượng đường fructose hoặc là những cái tinh bột mà hấp thu nhanh, những cái loại đường hấp thu nhanh, những cái loại đường hấp thu nhanh sẽ có trong những cái thực phẩm nào? Ví dụ như là các loại trái cây này, những cái loại bánh kẹo ngọt này, những cái bánh mì tinh chế này, tức là những cái loại bánh mì trắng này, hoặc là những cái nước ngọt hoặc là những cái đồ bánh kẹo những cái thực phẩm chế biến sẵn thì sẽ rất là nhiều cái lượng đường. Dạ. Yeah. À, thưa bác sĩ, trong trường hợp bệnh nhân có cả triglycerid cao và nồng độ cholesterol LDL 6 cao hoặc là cholesterol HDL tốt thấp thì chúng ta nên có một cái chế độ dinh dưỡng như thế nào để mà cải thiện tình trạng này, ngăn ngừa các biến cố trên tim mạch hoặc là mạch máu thưa bác sĩ Mai. Đối với những cái trường hợp mà rối loạn lipid máu toàn phần, tức là bị tăng cả cái triglyceride, tăng cả LDL cholesterol và tăng cả cholesterol toàn phần thì trong những trường hợp này chúng ta phải xem xét lại về cái chế độ ăn của mình. Yeah. Quan trọng nhất đó là vấn đề về chất béo. Chúng ta sẽ phải xem thử là trong chất béo của chúng ta ăn vào mỗi ngày nó có cân bằng hay chưa. Về cơ bản thì chất béo nó sẽ được chia ra thành ba nhóm. Thứ nhất đó là những chất béo bão hòa thứ hai là chất béo không bão hòa và thứ ba đó là nhóm chất béo chuyển hóa à, thì đối với cái nhóm chất béo nào thì xem là chất béo tốt thì cái chất béo mà không bảo hòa thì được xem là chất béo tốt chúng ta hiểu đơn giản á chất béo không bảo hòa nó sẽ tồn tại dưới dạng lỏng ví dụ như là những cái loại dầu thực vật hay là nó có trong những cái loại trái cây như là quả bơ hoặc là các loại hạt các loại dầu thực vật còn chất béo bảo hòa là những cái loại mỡ hay là những cái loại mà ở cái nhiệt độ bình thường nó đã ở dạng đặc ví dụ như là các loại bơ các loại margarine hay là những cái bờ, phô mai những cái chất béo có chứa trong các loại phô mai hoặc là sữa thì đó là những cái chất béo bão hòa à, và cái chất béo cuối cùng đó là chất béo chuyển hóa thì cơ thể của chúng ta sẽ không cần cái chất béo chuyển hóa này và cái chất béo chuyển hóa thì bình thường trong cái thực phẩm chúng ta ăn vào á, thì nó chỉ chứa ít thôi nhưng mà nó sẽ có nhiều trong các cái loại thực phẩm chế biến sẵn ví dụ như là các loại gà rán à, những cái loại bánh cookie những cái thứ mà cần phải chiên rán nhiều và có tạo độ giòn thì cái chất béo chuyển hóa rất là nhiều và khi chúng ta dung nạp những cái loại chất béo chuyển hóa này vào thì sẽ tăng cái tình trạng sơ vữa động mạch và tăng cái mỡ máu trong cơ thể của chúng ta lên vì vậy nên đối với những cái trường hợp mà có tăng cholesterol toàn phần thì chúng ta phải kiểm soát cái lượng chất béo chúng ta ăn vào từ 15 tới 20% tổng nhu cầu năng lượng. Cụ thể là ví dụ như là chúng ta ăn một chế độ ăn 2000 kcal một ngày đối với người cỡ khoảng 60 đến 65 kg đi thì cái lượng chất béo chúng ta ăn vào chỉ rơi vào khoảng 50 đến 60 g và cái lượng chất béo này phải được cung cấp từ cả ba nguồn đó là chất béo bão hòa chất béo không bảo hòa và hạn chế tối đa chất béo trăng thì à, chúng ta mới kiểm soát được cái lượng mỡ máu và bên cạnh đó ngoài cái chất béo ra tức là những cái mỡ động vật những cái dầu thực vật những cái dạng sữa, những cái phô mai chúng ta ăn vào để kiểm soát cái lượng chất béo thì chúng ta cần kiểm soát cả cái lượng tinh bột chúng ta ăn vào. Tinh bột thì ví dụ như là cơm, bánh mì hay là ngô, khoai, sắn hoặc là những cái loại trái cây. Trái cây cũng là thuộc nhóm carbohydrate. Chúng ta đừng có nhầm lẫn là trái cây không phải là carbohydrate. Ví dụ như là có nhiều chị em sẽ có quan điểm là chúng ta, hoặc là các anh có quan điểm là chúng ta đang bị thừa cân, đang bị rối loạn mỡ máu thì chúng ta không ăn đạm động vật, không ăn chất béo nhiều thì chúng ta sẽ kiểm soát tốt. Đó là sai lầm. Bởi vì là khi chúng ta ăn dư thừa carbohydrate, ăn dư thừa tinh bột và cung cấp nhiều những cái đường mà hấp thu nhanh thì chúng ta sẽ bị tăng cái lượng triglycerides trong máu lên. Cũng như là nếu như chúng ta không kiểm soát cái lượng cồn nạp vào mà chúng ta vẫn uống rượu, uống bia thì triglycerides vẫn không thể kiểm soát nếu như chúng ta đã kiểm soát được cái lượng chất béo chúng ta nạp vào dạ à, và cụ thể hơn về chất sơ thì người có các chỉ số mỡ máu xấu cao thì nên lựa chọn cái chất sơ nào thì tốt nhất cho cơ thể chất sơ này có trong các nhóm thực phẩm nào ăn mỗi ngày bao nhiêu là đủ cho nhu cầu thưa bác sĩ Mai Ừ, nói về các cái loại cái cái cách để mà chúng ta giúp làm giảm cái lượng mỡ máu trong cơ thể thì ngoài cái việc là kiểm soát lượng chất béo kiểm soát năng lượng chúng ta nạp vào lựa chọn những loại tinh bột tốt cho cơ thể thì và kiểm soát được cái năng lượng mất đi bằng cái việc vận động thể lực thì cái việc bổ sung chất xơ là vô cùng quan trọng đối với một người bình thường á chúng ta cần khoảng từ 25 tới 30 gram chất xơ mỗi ngày, thì cái lượng chất xơ này nó sẽ giúp cho cái đường ruột của chúng ta đào thải được cái cholesterol ra bên ngoài. À, cái chất xơ thì nó sẽ được chia ra làm hai nhóm, đó là chất xơ tan và chất xơ không tan. thì trong các loại thực phẩm ví dụ như là vỏ trái cây hoặc là các loại rau dai như là rau muống, rau cải thì nó sẽ có nhiều chất xơ không tan. Chất xơ không tan thì nó sẽ làm tăng cái khối lượng phân của chúng ta lên và tăng đào thải nước ra ngoài. Thì kéo theo đó là nó sẽ giúp đào thải luôn cả lượng cholesterol ra bên ngoài cơ thể. Còn những cái chất xơ tan thì nó sẽ có ở đâu? Những chất xơ tan nó sẽ cho có trong phần lõi của trái cây. Ví dụ như là trong quả táo hoặc là trong những các loại đậu, các loại hạt. Thì cái chất sơ tan này nó sẽ làm uh, bổ sung thêm những cái môi trường để cho những cái probiotic tức là những cái hệ vi sinh vật trong cơ thể của chúng ta Khi mà nó hoạt động tốt thì nó sẽ cũng giúp cho chuyển hóa những cái chất béo ở trong cái đường ruột của chúng ta được tốt hơn dạ đối với những người bị mỡ máu cao khi mà nhắc đến chất béo thì chúng ta có cái xu hướng là kiêng khem và loại bỏ cái chất này ra khỏi chế độ ăn nhưng mà đối với cơ thể của mỗi người thì chúng ta cần phải đủ đầy đủ các dưỡng chất để mà nuôi sống cơ thể cho mình có thể tốt hơn thì đối với chất béo thì loại nào ít gây hại cho người mỡ máu cao nhất và chúng ta cần phải sử dụng những loại chất béo nào và sử dụng ra sao thưa bác sĩ Mai à, đối với các cái loại chất béo mà chúng ta nạp vào cơ thể thì chúng ta hiểu đơn giản là nó sẽ có chất béo no hay là gọi là chất béo bảo hòa, hay là chất béo không no, hay là chất béo không bảo hòa, và những cái chất béo gọi là chất béo chuyển hóa. Vậy thì cái lượng chúng ta ăn vào trong cơ thể mỗi ngày bao nhiêu là phù hợp? Ví dụ như là đối với một cái cơ thể khoảng 65, uh, 60 đến 65 kg, ăn một cái lượng thực uh, cần khoảng 2.000 kcal, thì cái lượng chất béo chúng ta nạp vào, nó rơi vào khoảng từ 15% tới 20% là uh, 50 đến 60 gram chất béo là phù hợp vậy thì 50 đến 60 gram này nó sẽ bao gồm có cái gì à, ví dụ như là những cái chất béo bảo hòa thì chúng ta sẽ cung cấp từ các loại thịt như là thịt bò, gà bò cá tôm mực các loại hải sản thì nó sẽ có chứa những cái loại chất béo bão hòa này hoặc là các loại sữa nguyên kem uh, chưa tách béo thì hoặc là những cái loại phô mai thì nó sẽ có những cái chất béo bảo hòa này à, và cái lượng chúng ta nên ăn sẽ vào khoảng là 150 g đến 200 g các cái loại thực phẩm này thì chúng ta sẽ đã cung cấp được từ 15 tới 20 g chất béo bão hòa. Còn đối với cái chất béo chưa bảo hòa tức là chất béo không no thì đa số nó sẽ có trong các loại dầu thực vật chúng ta thường hay sử dụng dầu thực vật ví dụ như là dầu đậu nành dầu đậu phộng các loại dầu ô liu để trộn salad thì cái chất béo không bảo hòa này chúng ta nên sử dụng với lượng là khoảng từ 15 tới 20 gram thì nó sẽ vào khoảng là hai thì ăn cơm trong một ngày dùng để chế biến các loại thực phẩm và cái hàm lượng cuối cùng đó là những cái chất béo trăng tức là những chất béo chuyển hóa là cái thành phần mà được khuyên là không nên có trong các loại thực phẩm thì trong cái thức ăn bình thường á thì chúng ta sẽ không có cái chất béo này nhưng mà trong cái những thức ăn được chế biến dưới dạng công nghiệp ví dụ các loại bánh cookie hoặc là những cái loại đồ chiên rán thì sẽ chứa rất nhiều loại chất béo này thì chúng ta không nên hấp thu không nên sử dụng các cái loại thực phẩm chứa cái chất béo này dạ và có một nghiên cứu cho thấy đối với tinh bột thì mới là thủ phạm gây ra mỡ máu cao thì xin hỏi bác sĩ là đối với những người bị mỡ máu cao thì cái nhóm tinh bột và đường thì chúng ta dùng sao cho đúng và đủ thưa bác sĩ mai à, đối với cái mỡ máu á, thì như câu trả lời của mình trước đó thì là không phải chỉ do chúng ta ăn những cái lượng chất béo nó bị dư thừa mà là còn do là chúng ta sử dụng quá Uh, dư thừa tinh bột uh, hoặc là gọi là cái nhóm carbohydrate đó thì nhóm carbohydrate này nó sẽ bao gồm có những cái loại như gạo, cơm, bánh mì, ngô, khoai hoặc là um, bao gồm cả nước ép trái cây, yeah. trái cây, uh, những các loại đường, những các loại bánh kẹo sử dụng những uh, các loại đường đơn thì nếu như chúng ta sử dụng dư thừa cái nhóm carbohydrate thì trữ trong cơ thể cũng sẽ là dưới dạng mỡ. À, cho dù là chúng ta kiểm soát tốt mỡ, nhưng chúng ta vẫn ăn dư thừa carbohydrate thì cuối cùng kết quả vẫn là sẽ bị tăng triglycerid. Do đó để kiểm soát được cái mỡ máu tốt thì chúng ta phải đảm bảo được hài hòa giữa tỷ lệ các nhóm chất đạm, đường, béo cũng như là chọn những cái chất béo tốt cho cơ thể và chọn những cái loại tinh bột tốt cho cơ thể ví dụ như là chúng ta sẽ sử dụng những cái loại bánh mì nguyên cám hoặc là sử dụng những các loại khoai sử dụng những cái loại ngũ cốc thay cho sử dụng những cái bánh mì như là loại bánh mì trắng hoặc là những cái loại bánh cookie những cái loại sản phẩm đã được tinh chế để cho cơ thể chúng ta hấp thu chậm hơn và làm tăng đường huyết tốt hơn tăng tránh cái tình trạng là dư thừa năng lượng Yeah. À, và đối với những bệnh nhân bị mỡ máu cao thì họ cũng rất là quan tâm vấn đề mà chúng ta bổ sung omega 3. và thì đối với những nhóm bệnh nhân này thì mình nên bổ sung omega 3 như thế nào thưa bác sĩ Mai? Ừ. Omega 3 thì được phân chia vào cái nhóm là chất béo uh, um, chất béo bảo hòa đa tức là chất béo không bảo hòa đa tức là cái nhóm chất béo này là thuộc cái nhóm chất béo tốt cho cơ thể thì trong cái điều trị rối loạn mỡ máu thì ngoài việc sử dụng những cái nhóm thuốc để mà tăng cái chuyển hóa cholesterol trong cơ thể thì còn cái vai trò của omega 3 omega 3 nó sẽ làm giúp giảm những cái cholesterol xấu trong cơ thể và nó làm giảm cái hiện tượng viêm với à, cái vấn đề sơ vữa động mạch đó, thì nó sẽ ngoài cái việc đó, là do dư thừa cái lượng mỡ máu thì nó còn cái cái tác động của cái quá trình viêm làm dẫn tới là cái thành mạch của chúng ta bị sơ vữa Thì omega 3 nó sẽ giúp giảm cholesterol Và cũng giống như là làm bền vững cái thành mạch hơn Vì vậy nên trong cái chế độ ăn của chúng ta Khi mà chúng ta bổ sung các cái loại chất béo Thì chúng ta có thể chú trọng cái việc là sử dụng Những cái thực phẩm giàu omega 3 Ví dụ như là các loại cá hồi, cá trích hoặc là những cái loại dầu à, hạt lanh à, để cung cấp thêm omega 3 thay vì là chúng ta sử dụng các cái loại thịt đỏ. Dạ yeah, và cũng có một số lắc thắc mắc liên quan đến cái vấn đề ăn uống mà bạn đọc gửi về cho chương trình đó chính là nếu như bị mỡ máu cao rồi thì có cần phải kiêng hẳn thịt đỏ luôn hay không? Nếu không thì nên ăn trong khoảng bao nhiêu là đúng và đủ thưa bác sĩ? ừ cái vấn đề mình quan tâm á đó là trong các loại thịt đỏ ví dụ như là thịt heo thịt bò thì sẽ có chứa nhiều cholesterol và những cái chất béo bão hòa hơn so với lại là những cái loại dầu thực vật hay là những cái thực phẩm như là hải sản hay là các loại cá thì chúng ta vẫn cần chất béo bão hòa trong cái chế độ ăn do đó nên việc và hơn thế nữa thì là trong các loại thịt đỏ thì là rất là giàu cái nguồn sắt là cái một một trong những cái khoáng chất cần thiết trong cái việc tạo máu cho cơ thể. Vì vậy nên chúng ta vẫn phải cung cấp lượng thịt đỏ cho cơ thể. Đối với các cái loại thực phẩm chúng ta ăn vào thì không phải là chúng ta phải kiêng hoàn toàn thịt đỏ, bởi vì trong thịt đỏ sẽ có những cái khoáng chất khác, ví dụ như là sắt nó sẽ À, giúp cho quá trình tạo máu cho cơ thể vì vậy nên chúng ta vẫn phải bổ sung thịt đỏ và kết hợp những cái loại dầu thực vật kết hợp với cá để bổ sung omega3 và cái lượng cần thiết là chúng ta nên bổ sung khoảng cỡ dưới 500g thịt đỏ trong một tuần tức là tương đương khoảng một ngày thì chúng ta không nên ăn quá 100g thịt đỏ ví dụ như là thịt bò thịt heo đó, thì sẽ đảm bảo được là cơ thể của chúng ta không bị dư thừa cái lượng cholesterol. Yeah, dạ và cũng có nhiều bạn đọc quan tâm đó chính là đối với họ khi mà đã bị mỡ máu cao rồi thì nên ăn trứng như thế nào? Loại trứng nào như là trứng gà nè, trứng vịt, trứng ngỗng, trứng cút thì ăn sẽ tốt hơn và nên ăn bao nhiêu là được thưa bác sĩ Mai? ạ yeah. à, đối với các cái loại trứng á, thì trong uh, người ta thường nghĩ á, là ở cái lòng trắng á, thì chúng ta sẽ rất là nhiều đạm còn trong lòng đỏ thì sẽ nhiều cholesterol à, Thì quan điểm này là đúng chứ không sai bởi vì á, là ví dụ như trong một quả trứng trung bình rơi vào khoảng cỡ 55 đến 60gram đi thì nó sẽ có khoảng 160mg cholesterol và theo khuyến cáo thì chúng ta chỉ nên cung cấp dưới 200 mg cholesterol mỗi ngày uh, cho cơ thể thì ví dụ như chúng ta ăn một quả trứng là đã cung cấp đến tận một trăm uh, rưỡi uh, của cholesterol cho cơ thể rồi vậy thì ngoài cái trứng ra ra thì còn những cái loại thực phẩm khác ví dụ như là thịt uh, chúng ta ăn nữa thì nó sẽ bị dư thừa cholesterol uh, tuy nhiên là theo khuyến cáo hiện tại thì cái việc mà ăn trứng ví dụ như là một đến hai quả một ngày nó không làm ảnh hưởng hay là không làm nặng thêm cái tình trạng rối loạn mỡ máu bởi vì ngoài cái việc mà cholesterol ra thì chúng ta có thể uh, kiểm soát được cái lượng mở máu trong cơ thể bằng những cái hoạt động ví dụ như là vận động thể dục thể thao và kiểm soát cái năng lượng ăn vào à, nên quả trứng và những cái đạm mà từ cái lòng trắng trứng á, thì nó cũng là rất tốt cho cơ thể cũng như là trong cái lòng đỏ thì cũng sẽ có thêm những cái vitamin ví dụ như là vitamin a thì nó sẽ rất tốt cho cơ thể vì vậy nên à, khuyến cáo chúng ta có thể ăn một quả trứng mỗi ngày là bình thường và uh, đối với các cái loại trứng á, thì nó sẽ uh, không có cái khuyến cáo là ăn cái loại trứng gà, trứng vịt hay là trứng cút mà nó sẽ liên quan đến trọng lượng của quả yeah. trứng đó bởi vì uh, là ví dụ như là chúng ta thấy là một quả trứng gà ta nó sẽ nhỏ hơn là một quả trứng gà công nghiệp thì một quả trứng gà công nghiệp nó rơi vào khoảng cỡ 55 60 g nhưng mà một quả trứng gà ta thì nó sẽ có khoảng 45 45 g thôi hoặc là một quả trứng ngỗng thì nó lại rất là bự có khi tới tận 2 300 g thì nó sẽ quy định bởi cái lượng chúng ta ăn vào. Còn theo khuyến cáo thì chúng ta nên ăn dưới cả lòng đỏ cả lòng trắng thì sẽ dưới một quả một ngày, tức là khoảng dưới 60 đến 65 g trứng mỗi ngày thì sẽ vừa đủ cho cơ thể dạ yeah. và đối với một câu hỏi mà nhiều người quan tâm nhất là khi đã bị mỡ máu cao rồi thì có được uống sữa nè cà phê sữa hoặc là trà sữa được hay không thưa bác sĩ mai dạ yeah. à, đối với những người có mỡ máu cao thì um, như mình nói đó là cái um, chất béo nó vẫn có trong các loại sữa đặc biệt là những cái loại sữa nguyên kem chưa được tách béo thì uh, ch những cái chất béo no ở trong các loại sữa cũng góp phần làm tăng rối loạn mỡ máu thì đối với những trường hợp mà đã có rối loạn mỡ máu hoặc là cần kiểm soát cân nặng thì chúng ta có thể sử dụng những cái loại sữa tách béo uh, trên thị trường bây giờ thì sẽ có những cái loại sản phẩm này những cái loại sữa tách béo và không đường thì sẽ giúp chúng ta kiểm soát được cái lượng chất béo bão hòa chúng ta nạp vào cũng như là làm giảm được lượng carbohydrate từ đường chúng ta nạp vào cơ thể vì vậy nên chúng ta có thể sử dụng cà phê với lại những cái sữa tắc béo hoặc là cà phê với lại những cái loại sữa không đường thay cho sử dụng những cái loại cà phê sữa và chúng ta thường hay có những cái thói quen sử dụng những cái món như là bạc xỉu hoặc là sử dụng cà phê với lại các loại sữa đặc thì chúng ta nên lưu ý là trong sữa đặc á thì thành phần của nó không phải là sữa mà thành phần chính của nó là đường vì vậy nên để mà kiểm soát được cái mỡ máu và vẫn muốn sử dụng cà phê thì chúng ta nên sử dụng cà phê ở dưới dạng nguyên chất không bỏ thêm các cái loại đường hoặc là không bỏ không sử dụng thêm các cái loại sữa mà nguyên kem chưa được tách béo để giúp chúng ta kiểm soát cân nặng và thưa quý vị thân mến với những thông tin vừa rồi được chia sẻ bởi bác sĩ chuyên khoa 1 đinh trần ngọc mai cũng đã khép lại số phát sóng ngày hôm nay thành đó xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại